chỉnh cái điều ấy. Anh mua cái dung dịch bọt tuyết thì bọt tuyết nó sẽ ra nhiều hơn và nó đọng lại nhìn đã luôn. Đó, sau khi đó để mấy phút xong bắt đầu là nay lấy cái bếp xanh nắp vô xịt. Thì từ trên xuống dưới là nó chảy trên xuống dưới này hết à. Đó, cứ vậy kéo dây ra thôi. Đây là máy rửa xe toàn phát 3HP, motor dây đồng 100%, đang test bọt tuyết và xịt rửa xe ô tô cho khách hàng tại Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi đang sử dụng bếp 45 độ để vệ sinh bên ngoài của xe này, kịp sạch và không bị cháy sơn nha các bạn. Máy rửa xe toàn phát, motor dây đồng, đồng khớp nền trục, có dây phim hoa, có runo cuốn dây. Rồi, anh thấy đầu xe rạch hơn đuôi xe chưa? Rồi, rửa cái đầu xe thôi, còn đuôi xe về nhà rửa thêm. Đúng rồi. Nha, nhìn nó bóng ngon luôn rồi đó. Khách hàng đang rửa xe. Sau khi mua máy này thì tiệm rửa xe đã bị mất một khách hàng tiềm năng. Đúng rồi. Sao anh thấy xe máy này thế nào? Ngon đúng không? Ngon mà bổ rẻ luôn. Xe toàn phát có dây đai Runo, có bánh xe di chuyển một cách cực kỳ dễ dàng. Chúng tôi đang nhận hàng về cho anh. Ok, em sẽ gửi video cho anh để gửi về cho bà con hàng xóm đều biết và cách sử dụng. Đó, rất là nhỏ gọn, chỉ việc bê nhẹ nên là bỏ lên xe chúng ta đẩy vào. Đó, về nhà là cắm điện là sử dụng thôi. Rút cái súng ra. Cho nó ghé ra nó lọt vào trong là vừa. Ok, xoay ngang ra nó không chạy. Rồi, vậy là xong á, không sợ chạy đâu. Rồi, cảm ơn anh nhá. Rồi, em chào anh nhá. Ok, bắt tay cái.